Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Rồi, hôm nay là ngày 17 tháng 12 âm lịch rồi. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Mừng Xuân Quý Mão các bạn. Rồi, tôi tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái chủ đề về cây mai vàng các bạn ha. Đây là cái chủ đề rất là nóng trong những ngày cuối năm, trong giới chơi cây kiểng. Mỗi năm thì ngày 17 thì cũng chưa có đến nỗi là kết thúc mùa hạt đá mai đâu. Nhưng mà cái thời tiết năm nay các bạn, khí hậu năm nay là thời tiết bất ổn. Ở Sài Gòn này lạnh thì nó cũng không lạnh lắm đâu, nhưng mà Sài Gòn này khí hậu nó se mát. Và cái đồng thời là hầu như là ít nắng đó các bạn, nắng yếu. Thì nắng yếu nó sẽ làm cho cây mai nở chậm. Chính vì thế mà các nhà vườn hầu như là đồng loạt là ngày 17 họ kết thúc cái chương trình hái lá mai, cái mùa hái lá mai để kích bông chơi Tết. Thì tôi cũng vậy thôi. Mỗi khi cây mai lý rũ huyền thoại này thì tôi hái vào ngày chiều 17 tôi mới hái các bạn. Có năm tôi hái ngày sáng 18 nữa đó, nhưng mà năm nay thì ngày hôm qua tôi đã hái xong rồi. Tôi kết thúc cho nó là ngày chiều ngày 16 là tôi đã hái xong rồi. Thì sáng hôm nay tôi cũng làm một cái clip hay review cho em này phát sóng để các bạn nhìn thấy cái body của em này ha. Cây mai thì khi mà chúng ta hái lá thì các bạn thấy nhìn nó đẹp ha, nhìn thấy rõ được cái chi dâm của nó, thành ra nhìn nó hấp dẫn hơn. Đến lúc mà thời kỳ nó ra lá thì nó rậm rạp, nó che hết, các bạn không thấy được. Đây các bạn, cây mai này tôi con tàn mỗi năm chứ, năm nào cũng vậy, tôi cũng con tàn. Mà các bạn thấy khi mà con tàn trong một năm, nếu các bạn chăm sóc tốt thì từ cái nhánh con tàn nó bung ra một cái chòi từ đầu năm đến cuối năm, nó kéo dài. Cái nhánh của nó có thể đạt tới một cái ngưỡng cửa là 1 mét đó các bạn thấy không. Thông thường là cây mai khi mà nó lên nó có bông vào những cái nhánh mới, những cái nhánh cũ là một là có bông, hai là có rất là ít. Thành ra là khi các bạn chơi mai thì các bạn cái công đoạn là bắt buộc các bạn phải chơi sau Tết rồi các bạn phải xả tàn thì năm sau nó sẽ có nhiều bông hơn. Rồi khi mà hái lá mai rồi, công việc kế tiếp là chúng ta làm gì đây? Những bạn nào đã thường xem kênh Thu Bonsai thì các bạn đã biết rất là rõ về trong các vấn đề về chăm sóc mai sau khi hái lá. Nhưng mà tôi cũng làm lại cái clip, tôi review lại, tôi chia sẻ cho các bạn nào bắt đầu mà mới biết chơi, hoặc là các bạn mà có những mà công việc gì đó mà các bạn không có thể theo dõi được những cái clip tôi đăng trước đó, thì hôm clip này mời các bạn chúng ta cùng nhau trải nghiệm ha. Thì đa số các bạn mà khi hái lá mai thì các bạn thường là nôn nóng, không biết là hái lá mai xong rồi ta phải làm cái gì để cho cây mai của mình nó nở bông bự chà bá thơm ngang ngát luôn. Các bạn thì bạn nào cũng vậy tâm lý mà. Nhưng mà các bạn ha, các bạn lưu ý là khi mà chăm sóc mai thì chúng ta đã chăm sóc từ hôm đầu năm đến rồi. Cái mai đạt tạm thời là cái cơ bản của nó là nó đầy đủ dưỡng chất để cho nó hình thành một cái bông đẹp, màu sắc rực rỡ rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải là hái lá mai để kích lá cho nó, thì cái vấn đề là cái tiêu chí của chúng ta làm sao để cho cây mai nó nở đúng vào cái dịp Tết. Có bạn thì thích nở vào ngày 30 Tết rực rỡ, có bạn thích nở vào ngày mùng 1. Thì cái công đoạn mà hái lá mai để kích mai thì nó có hai cái vấn đề để cho chúng ta trải nghiệm. Cái thứ nhất là cái vấn đề cây mai nở muộn, có nghĩa là cây mai đã chậm nở. Cái vấn đề thứ hai, vấn đề cây mai nở sớm. Cây mai nở muộn thì đa số các bạn phía Bắc thường bị vướng phải là do khí hậu nó lạnh, nó ẩm ướt nhiều. Hay là các bạn ở miền Nam vẫn có trồng mai cũng rất là khó. Ví dụ như các bạn ở vùng Tây Nguyên, vùng Đà Lạt, vùng lạnh á, cái vùng đó, vùng cao thì các bạn cũng làm cây mai cũng hơi vất vả. Nhưng mà cái khu vực Sài Gòn với cái khu vực ở miền Đông, miền Tây, Nam Bộ á, thì lá mai ai cũng vậy, khi lặt lá mai rồi chúng ta chú trọng cái vấn đề là làm sao cho cây mai nở đúng. Thì thông thường là hầu như là cây mai ở miền Nam do khí hậu nó nóng, khi mà hái lá mai nó thường bị vướng vô một cái lỗi là nó nở sớm. Nở sớm cũng do các bạn thôi. Khi mà hái lá mai tôi cũng chia sẻ với các bạn rồi, hái lá mai thì chúng ta hái lá mai vào cái điểm chuẩn của hái lá mai là ngày 15. Nhưng mà các bạn phải nhìn vô cái nụ mai mà các bạn gia giảm. Nếu mà nụ mai nhỏ thì các bạn có thể là hái ngày 15, 14 cũng được. Nếu mà nụ mai to thì các bạn kéo dài lại ngày 16. Còn có những năm nào mà các bạn thấy nắng mà ôi quá, có thể các bạn kéo dài là ngày 17 hoặc là sáng 18 ở trên sân thượng như thế này thì nó kịp Tết. Rồi, cái công đoạn đó ha. Khi mà hái lá mai rồi, các bạn phải theo dõi nha. Bây giờ là trước mắt các bạn hỏi tôi là có tưới không? Hái lá mai có tưới không? Tưới chứ. Các bạn không tưới thì cây mai của các bạn nó sẽ bị khô.
nó bị khô thì cái nụ nó không phát triển được, hoặc là khi cái nụ nó vừa đủ độ ẩm nó trong gốc á, nó vừa bung nụ xanh ra mà chúng thiếu nước thì cái nụ nó sẽ bị rụng. Thành ra các bạn sẽ tưới nước nhưng mà chúng ta tưới nước cái lượng vừa phải thôi. Các bạn tưới nước vô gốc nó vừa ẩm ha, vừa đủ ẩm thôi để cho nó nuôi cái nụ của nó. Các bạn không tưới nhiều quá, các bạn tưới nước nhiều quá cái gốc của nó bị lạnh á, và đồng thời cái bông của nó không có lớn, bởi vì đặc tính của cây mai thì nó cần có một cái hơi ấm, hơi nóng để cho nó bung cái cắm hoa nó bự ra, màu sắc nó rực rỡ, nó thơm, nó ngang ngát luôn. Đó, nó như vậy các bạn, thì đặc tính cây mai nó như vậy. Đây, để cho các bạn xem một số mẫu, từ từ tôi cũng sẽ chia sẻ. Tôi nói có nhanh quá không ta? Tôi cái tật tôi nói chuyện nhanh, nhanh lắm, cái tật tôi nhanh, ăn uống cũng nhanh, nói chuyện cũng nhanh. Vậy mà có con cái không nhanh được, đưa tiền vợ chậm, vợ cầm rạm. Đâu phải cái nào nhanh cũng tốt các bạn, cái nào cần chậm thì chúng ta chậm, cái nào cần nhanh thì chúng ta nhanh, chúng ta phải hài hòa trong các cuộc sống. Đây, cái mai này như vậy thì cái mai lá nhỏ nè, lá chút thái cực. Hôm nay thì trồng được cũng 2 năm rồi. Cái mai lấy dí nè. Rồi cây đây cây mai sắn đây các bạn. Đây cây mai sắn các bạn thấy không? Mai sắn. Mai sắn thì nó nở bông rất là nhiều các bạn thấy không? Cái nụ chi chít. Mai sắn thì tôi thấy nó hình như nó ít có nở tổng lực mà nó nở lác đác nè ha. Lác đác nè, nó có cái nụ của nó có nhiều sai nụ nè ha. Như cái nụ xanh như thế này thì nó chuẩn bị nó bung, còn những cái nụ nhỏ nhỏ thì nó nở sau, nó sẽ nở lai rai. Đặc biệt của cây mai sắn này chúng ta chơi lai rai rất là nhiều. Các bạn thấy những cái nụ này chuẩn bị nó nở nè. Tôi nói tới đâu ta? Rồi, ngay cái thời điểm này ha. Nếu mà các bạn mà thấy cây mai của các bạn mà nó nhỏ, cái nụ nhỏ như thế này, thì khi mà tưới nước vô gốc thì các bạn chịu khó các bạn phun lên trên thân của nó để cho cái nụ nó phát triển. Còn những cái nụ mà nó trực hòm nó nở á, trực hòm nó nở như thế này, như thế này là cái mai này nó nở sớm rồi, thì chúng ta sẽ không có tưới nước lên trên nụ nữa. Chúng ta chỉ tưới gốc thôi, phun sương thôi cũng được thôi ha. Các bạn thấy không? Cây mai này là cây mai giống, thành ra do cái công việc bận rộn thì tôi hái lá trước đó để cho nó kịp, với cho nó có thời gian rảnh rỗi tôi hái cây mai này. Như là cây mai này các bạn thấy, đây là cây mai hình ly rượu huyền thoại, là các bạn thấy cái nụ không? Năm nay cái nụ đó chà bá các bạn, nụ nhiều lắm. Nó cảm thấy sao nụ bự không? Năm nay tôi sử dụng cái loại B1 á, tôi dưỡng lá. B1 tôi thấy dưỡng lá cũng là khá ok đó. Tại vì B1 nó thuộc loại phân nó có nhiều vi lượng trọng hết các bạn. Mỗi năm thì tôi sử dụng cái nguồn phân bón lá là NPK là 30-10-10 á, thì cái loại đó xài nó cũng tốt, nhưng mà nó ưa cái hiện tượng là nó nhảy đốt á. Khi mà nó nhảy đốt nhiều quá đó, cái nó làm cho cái bông của nó thưa đi, đồng thời đứt bông. Mà năm nay các bạn thấy không, các bạn nhìn nó như vậy thôi ha, tại vì cái giống mai này không phải là giống mai siêu nụ, thành ra các bạn thấy không, nó điểm như cái nụ như thế này, nhưng mà khi mà nó cái nụ mà nó bung có bông ra nó rất là lầy cây luôn. Tôi cũng sẽ cập nhật thường xuyên với các bạn. Bây giờ là hiện tại trước mắt ha, bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, hiện tại trước mắt là các bạn cứ tưới bình thường thôi. Những các bạn nào mà dùng của các bạn mà thường các bạn trồng mai xen canh vô những cái vườn cây ăn trái nó có nhiều sâu á, thì các bạn khi hái lá xong chúng ta phun cho nó một cái liều thuốc mà thuốc trừ sâu á. Lưu ý khi mà phun thuốc trừ sâu thì các bạn phải pha loãng thôi ha, pha loãng thôi, để các bạn mà nếu mà pha đậm quá thì nó kích thích cho cây mai nó mau nở á, để cho nó có mùi, mà nó có mùi nó không có dẫn dụ bướm lại để nó đẻ nó ăn bông. Tại vì khi mà cây mai á nó bung những cái nụ nhỏ nhỏ như thế này, xanh xanh như thế này, thì nếu mà có sâu thì nó tấn công, nó ăn nụ dữ lắm. Thành ra có một số bạn mà cây mai nó bị rụng nụ là do lý do của nó là nó bị sâu á. Khi mà con sâu đo, các bạn tôi kêu số đo, không biết cái dụng các bạn kêu sâu gì, con sâu nhỏ xíu nó giống như sâu gạo vậy nè, nó chui vô đây nè, nó chui vô, nó núp vô cái nụ này nè các bạn, nó núp vô cái nụ này nè, nó cắn cái nụ nè. Bây giờ hiện tại chúng ta chỉ có việc ngồi chờ trông mong những cái thời tiết năm nay là âm u như thế này. Tôi thấy cô không biết làm sao nói nữa các bạn, thì bởi vì cũng có thể là ngày hôm sau thời tiết nó ấm lên, chỉ cần mà thời tiết nó ấm nó kéo dài trong vòng khoảng chừng một tuần lễ, khi mà cái mai nó đã bung ra những cái nụ xanh như thế này thì thời tiết có lạnh tí không có sợ. Nhưng mà sợ nhất là ngay cái thời điểm này nè, ngay cái thời điểm mà cái mai nó ngậm nụ như thế này, nó chờ để bung vỏ trấu, bung vỏ lụa vỏ trấu ra,
Nhưng mà gặp khí hậu mà lạnh á, thì nó sẽ bó cái vỏ chấu lại, nó làm cho khô cái nụ, hoặc là nó có cái hiện tượng nó nở không có đều, có nụ thì nó bung, có nụ thì nó không bung, thành ra cái mai nó không đẹp, nó như vậy thôi. Nói chung là chúng ta trông mong về thời tiết, chưa biết nói sao bây giờ. Nhưng mà tôi sẽ cập nhật, tôi chia sẻ với các bạn theo những cái cột mốc nào để chúng ta có thể là sử dụng cái nguồn thuốc kích thích để cho cây mai nó tăng trưởng, nó ra nụ nhanh. Bởi vì tôi cũng thường là chia sẻ với các bạn khi mà cây mai mình hãm lại thì nó hơi khó, nhưng mà các bạn kích thích cho nó ra nụ, kích thích cho nó nở sớm thì nó cũng dễ. Nếu khu vực ở phía Nam, ở các vùng miền khác thì tôi không biết. Đa số các bạn mà chưa có kinh nghiệm mà khi mà các bạn trồng mai á, các bạn kích thích cho nó ra, các bạn thấy cái bông mai của các bạn nó nở chậm, các bạn muốn cho nó ra nhanh thì thường các bạn thường dùng những cái chế phẩm mà có nó kích nụ, không các bạn, đa số các bạn như vậy. Tôi tại nhiều bạn hỏi tôi, thành ra tôi có biết. Cái đa số là các bạn nói cái mai của tôi nó lâu nở quá, tôi lại phun thêm một cái, thí dụ như phun thêm đầu trâu là 751 đó, 751 là cái loại nó kích nụ. Các bạn cứ nghĩ rằng nó kích nụ thì các bạn phun vô cái nụ để sao bung lên, nhưng mà các bạn phun như vậy này nó không có đạt hiệu quả cao. Khi mà các bạn phun cho cây mai của các bạn để cho nó đỡ nhanh thì các bạn hãy dùng những cái chế phẩm kích thích tăng trưởng. Thí dụ như các bạn có thể là dùng 501, nó có hàm lượng NPK là 30-10-10, hoặc là các bạn có thể dùng thằng Atunic, hoặc có thể dùng thằng N3M, rồi các bạn phun lên kích thích cho nó. Bởi vì nó là một cái hoạt chất nó kích thích cho cây nó mau tăng trưởng, thì nó mau nứt những cái nụ này nó ra hoa. Nhưng mà khi mà sử dụng cái đó các bạn lưu ý ha, bởi vì một cái gì cũng vậy, nó không bao giờ mà nó như là cái tự nhiên cả. Bởi vì các bạn mà lạm dụng cho nó nhiều quá thì nó cũng nở bông, nhưng mà cái size bông của nó không có lớn. Và đồng thời thay vì cái nụ nó đạt tới cái tiêu chuẩn là bằng cái đầu đũa thì nó nở, nhưng mà khi mà chúng ta phun thuốc kích thích vô thì cái nụ nhỏ xíu nó đã dội vàng hé nở rồi, thành ra cái size bông nó cũng không đẹp. Đó, như vậy khi mà sử dụng cái thuốc mà kích thích cho cây mai mà nó nở theo mong muốn của mình đó, thì các bạn phải theo dõi cái nụ của nó. Bây giờ tôi sẽ mai thai có một cây mai này, nó có mẫu cây mai này nó có cái loại nụ nó có rất là nhiều cái cỡ nụ, và tôi chia sẻ với các bạn để các bạn có thể là theo dõi cây mai của mình để các bạn can thiệp vô cho phù hợp ha. Chứ theo tình hình như thế này, thời tiết năm nay mà ai hái lá mai chậm một cái là tới năm nay mai nở muộn lắm ha. Đây cho các bạn chia sẻ với các bạn ha. Đây là các bạn cái nụ mai đây. Cái đầu tiên thì nó sẽ bung cái vỏ, gọi là bung cái vỏ lụa, bung cái vỏ chấu. Đây, cái nụ mai nhỏ như thế này các bạn thấy không? Đây, nụ mai như thế này, tôi cảnh các bạn thấy không? Đây, nó bung ra nè các bạn. Đây, cái nụ mai nó bung ra. Cái nụ mai như thế này là cái tầm khoảng, nếu mà cái khu vực miền Nam nha, ở khu vực miền lạnh thì tôi không rõ lắm đâu. Nụ mai như thế này là sau khi hái lá chừng 3 ngày là nó dợm nó nứt ra như thế này là ok, là cái tầm khoảng 20 Tết là nụ mai thế này ok. Đó, thế này ok này ha. Rồi, cái nụ mai ngày 23 Tết thì nó sẽ bự ha. Đây 23 đưa ông táo về trời. Đưa ông táo về trời mà những cái nụ mai mà cái nụ cái của nó lòi ra như thế này. Nó có một cái nụ cái nó lòi ra nó nhú cái nụ cái ra là cái mai 23 là vừa. Thì theo cái đặc tính của cây mai thì các bạn thấy là khi mà một cây mai nó bung nụ ra đó, bao giờ cũng vậy, nó có một cái nụ cái ha. Tôi gọi là cái nụ cái là cái nụ đầu tiên nó bung ra một cái nụ đầu tiên nó bung trước, và đồng thời nó có một số nụ số nụ nhỏ nhỏ nó đâm sau. Các bạn nhìn thấy như vậy thôi, chứ cái nụ cái này nó nở trước ngày sau là ngày 30 Tết, cái nụ cái này nó bung nó nở là ngày mùng 1 Tết, những cái nụ này nó nở đồng loạt hết trơn à. Nó ngộ lắm. Tùy theo cái giống mai, có những mai một nụ như thế này, một búp nụ nó sẽ bung ra một cái nụ cái, bốn cái nụ nhỏ, thông thường là như vậy, 4-5 nụ nhỏ. Còn có những loại mai mà mai chùm mai siêu bông thì mỗi một cái búp bông á, một cái nụ cái nó bung ra, nó có thể bung ra là 10 cái nụ nhỏ như vậy, thì cái mai rất là đẹp. Khi mà cái mai nó lòi như thế này các bạn, nó lòi cái nụ ra một cái nụ cái mà nó chùm dài như thế này, nó tầm cái ngày 25 là cái ngày ở trong miền Nam thường đi tảo mộ á, là như vậy là ok, là các bạn thấy là cây mai này nó sẽ được rồi đó. Như vậy cây mai ngày 5 ngày sau bảo đảm các bạn là nó sẽ nở rực rỡ luôn, những cái mai mà nó bung cái nụ như thế này ngày 25 đó. Như vậy thì các bạn hãy nhìn theo cái nụ của nó mà các bạn có thể là phun thuốc. Tuy nhiên các bạn muốn giữ cho cái bông hoa nó tươi tắn, nó đẹp,
Thì cái tầm khoảng từ ngày 23 thì các bạn cho nó một liều là canxi bo hoặc là cho nó một liều là atonic, các bạn phun lên đây nè, phun lên. Thì cái thuốc đó các bạn, nó tăng cường cái chất bổ dưỡng cho cây mai để cho nó tránh cái hiện tượng là cây mai nó bị rụng nụ, và đồng thời nó cái bông của mai nó nở hết luôn, nó đủ dưỡng chất mà. Nó đủ dưỡng chất, nó nở hết luôn cho cây mai rất là đẹp. Thì tôi ở đây thì tôi thường thường tôi sử dụng là cái atonic khoảng cái ngày 25 tôi phun một liều, và đồng thời tùy cây mai, nếu mà cây mai nào nó có nguy cơ nở sớm thì tôi phun một liều ngày 25 thôi. Rồi bắt đầu cái ngày 30 Tết tôi phun thêm một liều nữa. Là cây mai của tôi nó nở hết sạch luôn. Còn có những các bạn mà chơi mai á, chơi mai mà cây mai nó nở những cái ngày 30 Tết, mùng 1 Tết nó nở đẹp, cái bắt đầu ngày mùng 3, mùng 4 Tết cái xe bông nó nhỏ lại, nó nhỏ từ từ, cái bông nó không đẹp là do cái bông của mình nè. Các bạn không có tăng cường, các bạn phun thuốc để các bạn dưỡng chất, để các bạn nuôi bông cho nó nở đẹp ha. Nó chỉ có như vậy thôi các bạn. Nếu mà các bạn chịu khó chú ý là các bạn sẽ có được một cây mai rất là đẹp để các bạn chơi vào ngày Tết ha. Rồi tôi hứa với các bạn là tôi sẽ cập nhật ngày để coi vài ngày nữa, ngày 23 Tết tôi sẽ tiếp tục ngày đưa ông táo, tôi sẽ cho em này phát sóng một lần nữa để cho các bạn nhìn thấy những cái nụ nó như thế nào ha, để cho mình có hướng mình can thiệp cho phù hợp. Rồi cho cái mai này đẹp ha. Hôm vừa rồi nó bị một trận bão á, trận bão nó gãy chùa lỗi nè, nhờ mai thay nó còn mấy cái mầm mà nó phát triển tiếp như vậy đây. Các mặt hát mai sắn cũng là rất ấn tượng. Cái dòng mai sắn này thì nó rất là xiên bông. Các bạn nào mà mai sắn thì tôi thấy thị trường họ bán rất là nhiều, cũng không mắc lắm đâu. Và nếu mà các bạn nào muốn cần có giống để tự mình trải nghiệm thì sau Tết các bạn cứ ghé nhà tôi thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số mấy cái ngọn á, mấy cái bò về đây các bạn ghép này, nó sống rất là dễ thôi. Rồi ok. Đến đây thì tôi cũng phải nói là chia tay với các bạn rồi. Các bạn lưu ý ha, hái lá mai xong rồi chúng ta ngồi chờ thôi, chúng ta không cần thiết phải là phun thuốc hay làm cái gì nhiều quá. Quên nữa, các bạn hỏi tôi là nó sẵn nó có rong rêu à, các bạn xử lý rong rêu nó rồi, các bạn có cần phun thuốc không? Thì ngay thời điểm này các bạn xử lý cho cây mai của các bạn nó sạch sẽ, nó đẹp cũng được, nhưng mà đừng có dội phun thuốc ha. Bởi vì các bạn phun thuốc vô nhiều lòng cây mai của các bạn nó sẽ bị rối loạn, có thể nó nở sớm á. Bởi vì cái hàm lượng mà cốc mà các bạn phun cho cây mai nó nóng á, làm cây mai nở sớm, các bạn hãy lưu ý để khi mà ăn Tết xong mà xả cây rồi chúng ta chơi. Mà tôi thấy mà cây mai mà nó có mịn, nó có đầy, nó có những cái vết mà sần sùi rong rêu thì chơi Tết được mà, đẹp mà, có gì đâu, chúng ta phải dội vàng, chúng ta phải vào tẩy như vậy để ăn Tết xong mà dưỡng cây rồi chúng ta xử lý nó một lần luôn à. Ok rồi, tôi phải nói là chia tay với các bạn rồi. rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.